Ngành của tôi đang làm việc rất là nhàm chán thì làm thế nào tôi có thể xây dựng ra được những cái kênh hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và Linh muốn chia sẻ với anh chị rằng là cái công việc của Linh là mỗi ngày vẫn phải làm đi làm lại. Thực sự nó không phải là một cái công việc nó gì là thú vị ghê gớm. Nhưng như chúng ta đã thấy rằng là Linh đã xây dựng ra được rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái bối cảnh trong đó, và nó đã giúp cho Linh, kênh của Linh có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Hay là vợ của Linh là một người nội trợ ở nhà để chăm con, nuôi dạy con và hỗ trợ cho Linh về phía hậu phương. Nhưng khi mà vợ Linh bắt đầu xây kênh thì kênh của vợ Linh cũng đã có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, kênh của vợ Linh đã có 2,9 triệu lượt follower, 99% số lượng video đạt trên 1 triệu lượt xem. Vậy cái bí mật đằng sau đó là gì ạ? Đó là những cái công thức để chúng ta có được những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Làm thế nào để chúng ta có được kịch bản này? Thì chúng ta hãy click vào cái đường link bên dưới và đăng ký tham dự vào chương trình này. Ngay cả khi chúng ta chưa biết cách làm video, ngay cả khi chúng ta chưa bao giờ viết kịch bản, thì chương trình này sẽ giúp chúng ta có được những công thức đó để chúng ta bắt đầu kiến tạo ra những video, những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và làm thế nào để chúng ta đăng ký chương trình này? Hãy mời Linh một bữa ăn trưa, Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học đó. Và cái chương trình này là chương trình Linh làm online nên chúng ta chỉ có tối đa đó là 1.000 người. Vì vậy chúng ta cần phải đăng ký nhanh và để chúng ta sở hữu tấm vé, và chúng ta chuyển khoản để chúng ta sở hữu tấm vé. Chúng ta tham dự cái chương trình thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower để chúng ta thay đổi về kết quả kinh doanh của chúng ta. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình này.